Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh ô tô Duy Khánh. Bên em đơn vị chuyên kinh doanh mua bán tất cả các loại xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi, có địa chỉ tại số 1 Bắc Sơn An Dương, thành phố Hải Phòng. Đấy, đối diện phía bên kia là chùa Cao Linh, Hải Phòng nhé. Vâng, hôm nay cửa hàng bên em về rất nhiều mẫu xe. Đấy, rất nhiều mẫu xe cỏ từ 43 triệu đến hơn 200 triệu đồng. Đấy, một loạt đây là xe mới về nhá. Một chiếc xe này là cũ rồi. Đấy, Gentra X khi mà có giảm giá. Sản xuất 2009, phiên bản số tự động. Hộp số 4 cấp và dung tích xi lanh 1.2, nhập khẩu nguyên chiếc. Một mẫu xe mạnh rộng nhất phân khúc hatchback. Nhập khẩu, trang bị túi khí, gương kính chỉnh điện, cụp xe, nội thất ghế da. Chiếc xe này thì hiện tại bên em đang chào bán mức giá là chỉ còn 215 triệu đồng thôi. Đấy, trước kia em chào 245 triệu đồng nhé. Đó, cửa sổ trời này, nội thất ghế da, bệ tì tay đầy đủ. Máy 1.2, khá là tiết kiệm nhiên liệu, gương kính, cụp xe. Mẫu xe nhập khẩu, dễ dàng di chuyển trong đô thị. Sơn xi màu đỏ, công nghệ đèn halogen, 215 triệu đồng, hạn đăng kiểm dài tháng 3 2022. Vâng, và một chiếc xe vừa về sáng nay, một chiếc Hyundai Grand i10 phiên bản sedan hai đầu, nhập khẩu, sản xuất 2016, bản đủ. Đấy, một mẫu xe gia đình, không chạy taxi dịch vụ, không khoan đục. Đấy, không lỗi. Đấy, xe này hiện tại bên em có mức giá đề xuất là chỉ có 279 triệu đồng thôi. Đấy, so với thời điểm 6 tháng trước thì nó là khoảng 300 triệu đồng. Hyundai Grand i10 sedan hai đầu, đèn LED này quý vị các bạn này. Đấy, tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ. Đấy, bản đủ thì có chìa khóa thông minh, để lỗ start top, túi khí, phanh đĩa ABS, màn hình Android, nội thất ghế da bọc da nhá. Đấy, trần đã độ lên trần 5D. Hyundai Grand i10 máy 1.2 nhập khẩu, dòng này khá là tiết kiệm nhiên liệu, sedan hai đầu ở phân khúc A đó, phân khúc A, nhưng mà khoang nội thất hàng ghế phía sau này, ghế ngửa và rất là rộng rãi nhá. Quý vị các bạn mà quan tâm đến mẫu xe này mà mua về chạy kết hợp gia đình dịch vụ thì cực kỳ nó ok luôn. Vừa sedan hai đầu rộng rãi này, tiết kiệm nhiên liệu, nhập khẩu nguyên chiếc, trang bị đầy đủ, đề lỗ start top, gương kính chỉnh điện, cụp xòe xi nhan trên gương. Đấy, một mức giá khá là tốt. La răng đúc 4 bánh, la răng hợp kim nhôm, 279 triệu đồng. Một chiếc Kia Rio sản xuất 2015, nhập khẩu, bản sedan hai đầu, gia đình sử dụng. Chiếc xe này thì có mức giá là 295 triệu đồng. Tư nhân chính chủ. Đó. Phím bấm vô lăng, chìa khóa điện, điều hòa cơ, hộp số sàn là 5 cấp là 6 cấp. Nội thất ghế lỉ nguyên bản. Đấy, xe còn rất là đẹp luôn. Hệ thống keo chỉ zin 4 kính, không đâm va tai nạn, hạn đăng kiểm dài tháng 4 2022, chỉ có 295 triệu đồng thôi. Kia Rio bản sedan hai đầu. Một chiếc Maybach. Đấy, chủ xe độ Maybach nhá. Đấy, một chiếc Kia Cerato sản xuất 2007, mang biển kiểm soát thủ đô. Đó. Rất là đẹp, chỉ có 155 triệu đồng thôi. Hạn đăng kiểm rất là dài luôn, tháng 3 2022. Đó, phiên bản số sàn, hộp số 5 cấp, vô lăng 4 chấu, vô lăng trợ lực, máy bơm dầu, nội thất ghế da sạch sẽ. Đó, 155 triệu đồng Kia Cerato. Đó, một mẫu xe đi lại tránh mưa tránh nắng, tập lái thì quá là ok. Tập lái xong rồi vẫn bán được hơn trăm.
Tiếp theo là một chiếc Dewla Jatti phiên bản Việt, sản xuất 2004, máy 1.6, tư nhân sử dụng không taxi. Chủ xe đã độ đề lỗ stop độ các kiểu và mức giá của nó chỉ có 105 triệu đồng thôi. Hai cụm đèn pha rất là sáng này, sạch sẽ. Đó, vô lăng ba chấu, nội thất ghế da, màn hình Android. Đó, đề lỗ start top này. Đó, không thiếu một thứ gì cả. Xe còn khá là chất, trần lì nguyên bản, 105 triệu đồng. Nội thất rộng rãi nhá. Dòng xe này thì có chiều dài kích thước khoảng 4,5 mét cơ, nên là rất là rộng rãi. Cốp rộng, khoang nội thất rộng, chân kính kẻ mưa đầy đủ hết, na răng đúc 4 bánh. Chỉ có 105 triệu đồng. Máy 1.6 đi rất là khỏe. Loại sơn xi màu đen sạch sẽ. Một chiếc 233, sản xuất 2011, đăng ký lần đầu 2012, bản sedan 2 đầu, máy 1.6, nhập khẩu, phiên bản số sàn, sơn xi rất là đẹp này. 152 triệu đồng. Đấy, cửa sổ trời này. Một mẫu xe tránh mưa tránh nắng, tập lái đi công trường công trình. Dòng xe này thì không chạy taxi dịch vụ nhá. Đấy, khóa điện, màn hình cam lùi. Đó, thiết kế rất là đẹp. 152 triệu đồng. Quý các bạn mà mới xem video của lần đầu, nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ, bật nút chuông để được cập nhật những mẫu xe mới nhất để điện thoại quý vị các bạn mà em đưa lên. Quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe nào, liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo em để biết thêm chi tiết về chiếc xe mình cần mua, cũng như đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, một chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất 2008, nhập khẩu. Đấy, dòng xe này rất là hiếm nhá. Đấy, rất là ít khi chủ xe bán đi. Đấy, xe nó rất là chất lượng. Đấy, chỉ có 145 triệu đồng thôi. Phiên bản số sàn, máy 1.0, 4 máy. Đó, phiên bản số sàn, hộp số 5 cấp, điều hòa cơ, màn hình Android, vô lăng ba chấu, trên vô lăng tích hợp túi khí, vô lăng này thì trợ lực lái điện. Đó, một mẫu xe gia đình sử dụng không taxi dịch vụ, mọi thứ đều còn zin nguyên bản, keo chỉ zin, cột keo zin hết. Đó, một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Đó, 145 triệu, Hyundai Grand i10 nhập khẩu. Đấy, dòng xe nhập khẩu thì nó có giá trị hơn rất là nhiều so với dòng xe sản xuất và lắp ráp trong nước. Đấy, khoang nội thất cũng khá là ok, cốp rộng rãi, hệ thống cột kèo này, hệ thống máng nước, đinh tán máng nước, ốc bản lề đây, zin đét lên đẹp. Xe mang biển kiểm soát thủ đô. Quý vị các bạn mà ở Hà Nội, Sài Gòn thì không phải mất 20 triệu tiền biển. Đó, một chiếc xe gia đình sử dụng rất là dữ, chỉ có 145 triệu đồng. 145 triệu đồng thôi nhé. Một chiếc Kia Morning sản xuất 2004, đăng ký lần đầu 2007, phiên bản số tự động, máy 1.0, trang bị 3 máy, gia đình sử dụng nhé. Đấy, không đâm va tai nạn. Máy số zin, sơn zin, mang biển kiểm soát Hải Phòng. Hiện tại chiếc xe này chỉ có mức giá là 140 triệu đồng thôi. Đó, một mẫu xe nhỏ gọn xinh, nhập khẩu. Xe gia đình, la răng đúc 4 bánh. Đó, phần là táp lô, táp ly rất là sạch sẽ. Đấy, chiếc này thì em đã trải nghiệm rồi. Đấy, số máy của nó thì cực kỳ là ngon luôn. Vào số im phăng phắc, không có bị giật giếc gì cả. Gia đình đi khá là giữ xe. Đấy, vô lăng còn đẹp như này mà. 140 triệu đồng. Đó, keo chỉ zin hết, không đâm va tai nạn. Táp lô táp bi sạch sẽ, 5 chỗ ngồi.
chưa bao giờ mà cửa hàng này có nhiều cái mẫu xe hợp lý như vậy, chỉ hơn 100 triệu thôi. Đã hư xíu một chiếc xe ô tô tránh mưa tránh nắng, toàn những cái xe chất lượng đấy, màn hình cam lùi này. Đó. Đi ô tô thì nó sẽ khác hẳn so với xe máy nhá. Hệ thống giảm xóc êm hơn, không bụi bặm, điều hòa mát, âm thanh chất lượng, âm thanh ở trong xe nghe nó không ồn nào. Tránh mưa tránh nắng để đảm bảo sức khỏe. Vâng, một chiếc Dumatis sản xuất 2003. Đấy, có mức giá đề xuất là 43 triệu đồng thôi. Đó. Vâng, một chiếc Kia Morning sản xuất 2009. Phiên bản số tự động nhập khẩu. Một mẫu xe gia đình sử dụng. Xe này chỉ có mức giá là 195 triệu đồng thôi. Hà Nội Sài Gòn thì không phải mất 20 triệu tiền biển nhé. Kia Morning. Đó, xi nhan tích hợp trên gương. 195 triệu đồng. Vô lăng 3 chấu, túi khí trên vô lăng. Màn hình cam lùi đầy đủ, thất ghế da. 195 triệu đồng. Kia Morning SLX. Đó. Chủ xe rất cẩn thận đấy, dán chống ngầu này. Lốp sơ cua này gần như không sử dụng đến này. Kia Morning SLX. Độ đuôi lướt gió bô thể thao này. Đấy, màn hình cam lùi chỉ có 195 triệu đồng thôi. Kia Morning SLX 2009 nhập khẩu. Vâng, vừa rồi thì em đã lên sóng giới thiệu tới toàn thể các bạn một loạt cái mẫu xe mới về, giá cả cực kỳ hợp lý cho quý vị các bạn. Giờ xíu một chiếc xe đi lại tránh mưa tránh nắng, tập lái đi lại công việc, công trường, công trình. Quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe nào, liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo em để biết thêm chi tiết về chiếc xe mình cần mua, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, em xin được kết thúc video đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô Duy Khánh. Xin chúc quý vị các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều niềm vui, luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.